Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Cỏ khoảng 90 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km h Hiện nay tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hoành Sơn, Hà Tĩnh, gió cấp 6, giật cấp 8. Đông Hới, Quảng Bình có gió giật mạnh cấp 7. Từ đêm qua đến sáng nay, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Hoa Bắc Đà Nẵng 152mm, Bạch Mã Thừa Thiên Huế 270mm, Hương Phú Thừa Thiên Huế 249mm, Đắc Rông Quảng Trị 112mm, Đến 13 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km h Đến 19 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc, 106,3 độ kinh Đông trên đất liền khu vực Quảng Bình đến Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6 giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong sáng nay, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao 2 tới 4 m biển động mạnh. Vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Tràm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sóng biển cao 2 tới 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 3 tới 5 m, biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía Nam có khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 tới 5 m biển động mạnh. Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 tới 3 m biển động. Ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 tới 0,5 mét, kết hợp với chiều cao và sóng lớn gây sạt lở đê kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp vào chiều tối ngày 19 tháng 9. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc gió mạnh sóng lớn, chiều cao và nước dâng do bão. Trên đất liền từ sáng ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây rông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa rông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm, đề phòng mưa cường suất lớn trên 150 mm trên 6 giờ ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 9. Ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 4, hiện tại ở Cồn Cỏ Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Hoành Sơn, Hà Tĩnh gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, Đông Hới, Quảng Bình có gió giật mạnh cấp 7. Đêm qua đến sáng nay, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to như Hòa Bắc, Đà Nẵng, 152mm, Bạch Mã Thừa Thiên Huế 270mm, Hương Phú Thừa Thiên Huế 249mm, Đắk Rông Quảng Trị 112mm, vân vân. Hồi 7 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 tới 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Trước diễn biến bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dù là áp thấp nhiệt đới hay bão số 4 mạnh cấp 8, chúng tôi vẫn khuyến nghị người dân không nên nghĩ rằng đó là gió yếu, đặc biệt là khi hoàn lưu cơn bão rất rộng, không chỉ tác động trực tiếp vào Bắc và Trung Trung Bộ mà còn mở rộng ra các khu vực khác như Nam Đồng bằng ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do kết hợp hoàn lưu gió mùa Tây Nam mạnh nằm trong giải hội tụ nhiệt đới. Ông Kim nhận định hệ thống thời tiết xấu này có thể làm xuất hiện các hiện tượng mưa rông lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh. Ông Kim nhấn mạnh, chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều lần rằng gió giật mạnh trong rông lốc xoáy thì mạnh, thậm chí nguy hiểm hơn cơn bão mạnh, rất nguy hiểm đối với các hoạt động trên biển cũng như trên bờ, nhất là các khu neo đậu tàu thuyền, lông bè, nuôi trồng thủy sản. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ đây là cơn bão cấp 8 mà xem nhẹ tốc độ gió. Về tình hình mưa lớn, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 4 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới gây ra mưa lớn diện rộng. Mưa lớn đã bắt đầu từ đêm qua đến hôm nay và tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Từ nay tới hai ngày tới, lượng mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể từ 100 đến 300 mm, có nơi lên đến 500 mm. Trọng tâm mưa lớn tại các địa phương là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, v.v. với cường suất lớn trên 100 mm trong vòng 3 tới 6 giờ khi tác động trực tiếp ngoài ra mưa lớn cũng có thể xuất hiện ở khu vực nam đồng bằng trung bộ thanh hóa tây nguyên và nam bộ lưu ý mưa tại khu vực tây nguyên như con tum đăng nông lâm đồng v v có thể dẫn đến tình trạng sạt lở đất mưa lớn ở nam bộ dẫn tới các vấn đề về ngập úng đô thị ông khiêm lưu ý với lượng mưa lớn vài trăm mm vùng núi phía tây và bắc trung bộ khu vực tây nguyên đều nằm trong cảnh báo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc cho biết, sáng sớm ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 trong năm 2024. Tại Côn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Lúc 4 giờ, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 210 km về phía đông bắc, cách Quảng Trị khoảng 260 km về phía đông bão mạnh cấp 8, 62-74 km h giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km h Đến 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 4 ở vị trí 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Bão mạnh cấp 8 giật cấp 10 và đổ bộ vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ở vị trí 17,4 độ vĩ Bắc, 105,1 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào, áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6 do ảnh hưởng của bão số 4 vùng biển phía tây khu vực Bắc biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Tràm, Côn Cỏ, Hòn Ngư có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sóng biển cao 2 tới 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 3 tới 5 m biển động mạnh Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 tới 5 m biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 tới 0,5 m kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây sạt lở đê kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền từ sáng ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh, Quảng Nam có gió mạnh giật lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 cấp 7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây rông mạnh phía trước hoàn lưu bão trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa rông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí. Theo tin tức, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 tới 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Đến 15 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ vĩ Bắc, 112,4 độ kinh Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 155 km. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h, mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp Đến 13 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7 độ vị Bắc, 104,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Về tác động của áp thấp nhiệt đới, sau khả năng mạnh thành bão, Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Tràm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư có gió mạnh cấp 6 cấp 7, sóng biển cao 2 tới 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 tới 74 km/h giật cấp 10, 89 trên 102 km/h, sóng biển cao 3 tới 5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh, sóng lớn ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 tới 0,5 m kết hợp với chiều cường và sóng lớn gây sạt lở đê kè biển ngập úng tại khu vực trũng thấp. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối ngày 10 tháng 9 đến chiều tối ngày 20 tháng 9 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to và giải rác có rông với lượng mưa phổ biến 100 tới 300 mm có nơi trên 500 mm. Từ chiều tối ngày 18 tháng 9 đến chiều tối ngày 20 tháng 9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 tới 170 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ chiều tối ngày 18 tháng 9 đến tối ngày 19 tháng 9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra trong chiều tối và đêm ngày 18 tháng 9 ở khu vực đồng bằng bắc bộ, nam trung bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm cục bộ có nơi trên 70 mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.